KTSG Online, công nghệ tự lái có thể giúp hãng xe điện Tesla kiếm thêm nhiều tỷ doanh thu mỗi năm. Elon Musk đặt một ván cược lớn, giảm giá bán xe, hy sinh biên lợi nhuận hiện tại để hoàn thiện hệ thống tự lái từ khối lượng dữ liệu xe Tesla lưu thông ngày càng đông đúc. Chiến lược này đang khiến các mẫu xe điện Tesla tràn ngập trên đường, đồng thời đối thủ đối diện gặp khó khăn. Các mẫu xe của Tesla liên tục giảm giá và có trang bị công nghệ tự lái thử nghiệm cho phép Tesla thu thập khối lượng dữ liệu khổng lồ để hoàn thiện công nghệ này. Tuy cổ phiếu Tesla giảm 10% trong phiên giao dịch 20-7 sau thông báo chiến lược giảm giá bán chưa có hồi kết, Elon Musk đã tính toán kỹ. Việc lưu thông nhiều xe trên đường giúp Tesla duy trì thị phần thống trị tại Mỹ và sử dụng dữ liệu này để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo, AI, vận hành công nghệ tự lái. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Tesla đạt 99 cent trong quý 2 vừa qua, cao hơn dự báo 80 cent. Tuy biên lợi nhuận gộp của Tesla giảm xuống 18,2% so với 19,1% trong quý 1, chiến lược giảm giá này hứa hẹn tạo ra hiệu quả dài hạn cho hãng xe điện lớn nhất thế giới. Cuộc chiến giá đang có nguy cơ khiến Tesla mất mát tỷ suất lợi nhuận hiện tại khi Elon Musk đang chạy đua hoàn thiện công nghệ tự lái hoàn toàn mà đã không đạt được mục tiêu trong nhiều năm. Công nghệ này của Tesla đang nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý sau một số vụ tai nạn liên quan đến xe điện Tesla. Triển vọng về tỷ suất lợi nhuận của Tesla có thể gây thất vọng cho một số nhà đầu tư đang kỳ vọng lợi nhuận của Tesla tăng trưởng trong năm nay. Jen Winster, đối tác quản lý của Deepwater Asset Management, một nhà đầu tư của Tesla, nhận định. Các nhà phân tích cho rằng tỷ suất lợi nhuận yếu có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tesla. Vốn đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay một phần nhờ thỏa thuận cho phép chủ sở hữu xe điện của Ford và General Motors sử dụng hệ thống trạm sạc của Tesla, giúp hãng kiếm thêm doanh thu. Tuy nhiên, hầu hết họ đều giữ quan điểm tích cực về Tesla. Hơn 7 nhà phân tích nâng giá mục tiêu của cổ phiếu Tesla khi họ lạc quan về FSD sau khi Tesla cho biết đang đàm phán với một nhà sản xuất ô tô lớn để cấp phép cho công nghệ này. Một trong những tài sản lớn nhất của Tesla là lợi thế đáng kể về số dặm tích lũy từ đội xe Tesla có trang bị phần mềm FSD hiện tại. Hãng có thể sử dụng dữ liệu này trở thành công ty đầu tiên đưa ra thị trường hệ thống lái xe tự động thực sự, John Tomlinson, giám đốc nghiên cứu toàn cầu của công ty nghiên cứu M-Science, nhận định. Tesla chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng chủ sở hữu xe Tesla sử dụng phiên bản thử nghiệm FSD Beta trong quý 2, với số dặm tích lũy của xe Tesla sử dụng. Công nghệ tự lái của Tesla không phải là một cuộc chơi AI theo cách của Microsoft hay Nvidia. Công nghệ này giống một cuộc chơi AI của các doanh nghiệp thông thường, ngoại trừ việc cuộc đua xây dựng công nghệ tự lái hoàn toàn này luôn là vấn đề của AI và luôn dựa trên dữ liệu. Thomas Martin, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao của Global Investment, một cổ đông của Tesla, nói, Tesla đang tiến hành kế hoạch chi hơn 1 tỷ đô la trong năm tới cho Dojo, siêu máy tính để đào tạo các mô hình AI cho công nghệ tự lái. Tỷ phú Elon Musk nói với các nhà đầu tư rằng, siêu máy tính này được thiết kế để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm các video từ xe Tesla. Đây là điều cần thiết để hoàn thiện công nghệ tự lái toàn diện. Mặc dù có triển vọng, công nghệ tự lái đối mặt với nhiều thách thức. Các nhà phân tích của ngân hàng Wells Fargo cho biết việc áp dụng FSD có thể bị cản trở bởi chi phí cao. Với chi phí trang bị 15.000 đô la mỗi xe, công nghệ này tốn kém tương đương một nửa chi phí mua mẫu xe Tesla rẻ nhất sau khi được tính khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 đô la. Để tiết kiệm chi phí, các chủ xe Tesla có thể đăng ký trả phí thuê bao hàng tháng cho hệ thống FSD. Tuy nhiên, nhà phân tích Jen Winster của Deepwater Asset Management, một nhà đầu tư lâu năm của Tesla, cho rằng việc cấp phép công nghệ FSD có thể tạo ra doanh thu hàng năm cho Tesla lên tới 20 tỷ đô la trong vòng 5 năm kể từ thỏa thuận đầu tiên. Hiện tại, Tesla đang tính phí khoảng 200 đô la mỗi tháng để chủ xe nâng cấp gói tự lái cho xe của họ.